Dự kiến từ ngày 21 đến ngày 22 tháng 9, Tòa án Nhân dân TP.HCM sẽ mở phiên tòa xét xử đối với bà Nguyễn Phương Hằng, ông Đặng Anh Quân và các đồng phạm về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Do đây là vụ án được dư luận quan tâm nên chỉ những người được tòa án triệu tập mới được tham dự phiên tòa. Tòa án Nhân dân TP.HCM khuyến nghị người dân quan tâm tới phiên tòa có thể theo dõi qua phương tiện thông tin đại chúng, tránh tụ tập trước cổng trụ sở tòa án vì có thể ảnh hưởng đến việc lưu thông. Hội đồng xét xử sẽ xem xét yêu cầu xem xét lại tư cách tố tụng của những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án tại phiên tòa. Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị theo dõi bản tin 15 giờ của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang tiến hành cưỡng chế 14 biệt thự xây dựng không phép trong khu vực 79 căn biệt thự xây dựng trái phép ở khu đất 18,9 ha do nhà nước quản lý trên địa bàn xã Dương Tơ. Trong số đất nhà nước bị 14 cá nhân chiếm để xây biệt thự, diện tích nhiều nhất là 1.009,1 m² và ít nhất là 430,4 m². Ngoài thành viên ban thực hiện cưỡng chế của thành phố Phú Quốc còn có tổ công tác đặc biệt của tỉnh Kiên Giang và cán bộ chiến sĩ là lực lượng công an, thanh tra, đội kiểm tra trật tự đô thị và người dân chứng kiến quá trình cưỡng chế. Theo ban thực hiện cưỡng chế của thành phố Phú Quốc, việc cưỡng chế đảm bảo đúng nội dung, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Việc cưỡng chế thực hiện xong trong hôm nay. Liên quan đến vụ việc 79 căn biệt thự xây dựng không phép, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can Nguyễn Đạt Nghĩa, Ngô Thị Cẩm Nhung và Nguyễn Văn Giàu về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đề nghị các giáo viên không kiểm tra đầu giờ. Nhà trường có thể thay bằng các hình thức nhẹ nhàng, sinh động khác để bắt đầu tiết học nhẹ nhàng, hứng thú, để mỗi sáng thức dậy các em háo hức đến trường. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, hình thức kiểm tra đầu giờ bất chợt khiến các em sợ sệt, áp lực. Các giáo viên có thể đánh giá thường xuyên được qua thực hiện các hình thức như là hỏi đáp, viết thực hành, thí nghiệm, thuyết trình, sản phẩm học tập. Nhấn mạnh hình thức chất lượng giảng dạy góp phần quan trọng để xây dựng trường học hạnh phúc, học sinh đến trường vui vẻ, tự tin. Bệnh đau mắt đỏ đang lây lan nhanh tại Quảng Bình, nhất là ở trẻ mầm non và tiểu học. Theo báo cáo từ ngành y tế tỉnh Quảng Bình, trong vòng một tuần trở lại đây, bệnh đau mắt đỏ đã xuất hiện. Địa phương đã ghi nhận trên 6.000 ca đau mắt đỏ. Các ca tập trung ở 3 địa phương là Tuyên Hóa, Bố Trạch và thành phố Đồng Hới. Đa số các bệnh nhân có cùng triệu chứng như mắt đỏ, chảy nước, ngứa, mi sưng. Trước tình hình bệnh đau mắt đỏ có nguy cơ gia tăng, để chủ động phòng chống không để dịch bùng phát, Sở Y tế Quảng Bình đã yêu cầu Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố giám sát chặt chẽ tình hình dịch. Theo đà tăng của thị trường vàng thế giới, giá vàng trong nước ngày hôm nay cũng tăng từ 20.000 đến 100.000 đồng mỗi lượng và vượt 69 triệu đồng. Công ty Doji TP.HCM nâng giá vàng SJC thêm 100.000 đồng một lượng so với chốt phiên trước, giá mới từ 68,2 đến 68,9 triệu đồng một lượng. Tương tự, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC từ 68,3 đến 69,02 triệu đồng một lượng ở hai chiều mua vào bán ra. Công ty Doji Hà Nội thông báo giá mua và bán vàng SJC từ 68,15 đến 69,05 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào bán ra, cũng tăng 50.000 đồng một lượng. Tin quốc tế, tương lai chung của Liên minh châu Âu EU đang đứng trước thách thức lớn khi số lượng người di cư kéo tới hòn đảo Lampedusa của Italia ngày càng tăng mạnh. Phát biểu tại cuộc họp báo với Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Ursula von der Leyen trong chuyến thị sát chung tới đảo Lampedusa, Thủ tướng Giorgia Meloni cho rằng các nước EU cần phối hợp để đối phó với những thách thức chung từ làn sóng người di cư đang trở nên mất kiểm soát. Thủ tướng Meloni nhấn mạnh, vấn đề này đang đe dọa tương lai mà EU hướng tới, một tương lai phụ thuộc vào năng lượng toàn khối ứng phó với những thách thức lớn. Về phần mình, Chủ tịch Ủy ban châu Âu cho rằng làn sóng di cư bất hợp pháp là thách thức của toàn châu Âu, do đó cần có một cách ứng phó chung của toàn khối. Bà kêu gọi các thành viên khác của EU tiếp nhận người di cư để chia sẻ gánh nặng với Italia. Các nước thành viên NATO có thể triển khai đến 3,5 triệu binh sĩ khi xảy ra một cuộc tấn công nhằm vào liên minh quân sự này. Chủ tịch Ủy ban quân sự Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Đô đốc Rob Bauer đã đưa ra thông tin trên theo kế hoạch phòng thủ mới của NATO. Theo Đô đốc Rob Bauer, kế hoạch phòng thủ tập thể mới của NATO đòi hỏi tổ chức này lên phương án ứng phó một cuộc tấn công bất ngờ từ kẻ thù. Phương án này yêu cầu các thành viên NATO gồm cả Phần Lan và Thụy Điển cần đảm bảo số binh sĩ ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao là 3,5 triệu người.
Trong 30 ngày đầu kể từ khi bị tấn công, các thành viên NATO cần có 300.000 binh sĩ sẵn sàng tham gia chiến đấu. Tuyên bố của NATO được đưa ra khi có tin tổ chức này nhiều khả năng triển khai cuộc tập trận chung mang tên Người bảo vệ kiên định vào cuối năm này. Ngày 17 tháng 9, chính quyền tỉnh Nova Scotia, miền đông Canada cho biết hàng chục nghìn người trên khắp tỉnh này đã bị ảnh hưởng do tình trạng mất điện khi cơn bão hậu nhiệt đới Lee quét qua. Trong báo cáo cập nhật mới nhất, công ty điện lực tỉnh Nova Scotia cho hay ít nhất 277.000 người đã bị ảnh hưởng do mất điện trong suốt thời gian cơn bão hoành hành ở tỉnh này. Trong ngày 16 tháng 9, các nhân viên công ty đã khôi phục được cung cấp điện cho khoảng 170.000 người và hy vọng sẽ tiếp tục khôi phục cung cấp điện cho người dân. Bão Lee bắt đầu ảnh hưởng đến Nova Scotia từ tối ngày 15 tháng 9. Theo truyền thông địa phương, sáng ngày 17 tháng 9, khi bão dần di chuyển ra khỏi tỉnh Nova Scotia theo hướng Đông Bắc tiến vào vịnh St. Lawrence, tại một số khu vực ở Nova Scotia, sức gió vẫn lên tới 70 km/h. Trong khi đó, tại tỉnh New Brunswick, hơn 11.000 người bị ảnh hưởng do mất điện. Chính phủ Hàn Quốc đã ban hành cảnh báo chú ý dịch cúm mùa giai đoạn 2023-2024 bắt đầu từ cuối tuần qua. Thông thường, Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc KDCA sẽ ban cảnh báo chú ý dịch cúm mùa vào nửa cuối năm, sau đó dỡ bỏ vào tháng 5 năm sau, trước khi bước vào mùa hè, thời điểm dịch cúm mùa lắng xuống. Song mùa cúm năm nay tại Hàn Quốc kéo dài bất thường và đến tận tháng 9, nước này vẫn ghi nhận nhiều ca mắc bệnh cúm trong cộng đồng. Số lượng bệnh nhân nghi nhiễm cúm mùa trong mùa hè năm nay liên tục ở mức cao hơn tiêu chuẩn. Cùng với khuyến nghị chú ý trong giai đoạn 2023-2024, Cơ quan Phòng dịch Hàn Quốc đang áp dụng thời gian cảnh báo cúm mùa dài nhất từ trước tới nay kể từ khi Hàn Quốc bắt đầu thống kê liên quan vào năm 2000. Hàn Quốc ghi nhận 11 ca mắc cúm trên trung bình 1.000 người trong tuần đầu tiên của tháng 9. Con số này gần như gấp đôi với mức trung bình dự kiến trong khoảng thời gian này mọi năm. Chuyển sang những tin tức quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, theo Reuters, vào ngày 17 tháng 9, thì Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại Manta. Hai bên cam kết tiến hành liên lạc chiến lược thẳng thắn, thực chất và mang tính xây dựng nhằm ổn định và cải thiện quan hệ Trung Mỹ. Lần gần nhất, ông Jake Sullivan có cuộc gặp với Ngoại trưởng Vương Nghị là ở Viên, Áo vào tháng 5 vừa qua. Cuộc gặp của Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ và Ngoại trưởng Trung Quốc là cuộc gặp mới nhất trong một loạt các cuộc thảo luận cấp cao giữa các quan chức Mỹ và Trung Quốc và được kỳ vọng là bước đệm tiền đề cho cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào cuối năm nay. Trước đó, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo, Ngoại trưởng Antony Blinken và Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen đã đều có chuyến công du Trung Quốc trong năm nay để đảm bảo liên lạc liên tục giữa hai nước. Ủy ban châu Âu EC ngày 17 tháng 9 đã kêu gọi Ba Lan, Hungary và Slovakia có thái độ mang tính xây dựng sau khi ba quốc gia này đơn phương tuyên bố sẽ tiếp tục cấm nhập khẩu ngũ cốc Ukraine bất chấp quyết định của EC về việc chấm dứt lệnh cấm này. Trước đó, hồi tháng 5, Liên minh châu Âu EU đã vào cuộc để ngăn chặn từng quốc gia hành động đơn phương và áp đặt lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc Ukraine vào các nước láng giềng. Theo quyết định của EU, Ukraine được phép xuất khẩu thông qua các quốc gia này với điều kiện sản phẩm phải được bán ở những nơi khác. EU cho phép lệnh cấm này hết hiệu lực vào ngày 15 tháng 9 sau khi Ukraine cam kết thực hiện các biện pháp nhằm thắt chặt kiểm soát xuất khẩu sang các nước láng giềng. Tuy nhiên, vấn đề được coi là nhạy cảm vào thời điểm hiện nay khi nông dân châu Âu vào mùa thu hoạch và chuẩn bị bán nông sản. Hôm 15 tháng 9, cả Ba Lan, Slovakia và Hungary đều tuyên bố sẽ duy trì các biện pháp hạn chế riêng đối với nhập khẩu ngũ cốc Ukraine, bất chấp quyết định của EC. Dù số người thiệt mạng theo thống kê của Liên Hợp Quốc đã giảm, những người sống sót sau trận lũ ở Libya vẫn đang vật lộn trong thảm kịch khủng khiếp hậu lũ lụt. Nhiều người không biết nên ở lại trong thiếu thốn và dịch bệnh hay sơ tán trong hiểm nguy. Ngồi thẫn thờ trên mặt đất, bao quanh là những tòa nhà bị hư hại. Hamad Awad, một cư dân Derna cho biết anh sẽ không rời khỏi ngôi nhà của mình. Tôi đang ở khu nhà của chúng tôi để cố gắng dọn dẹp và xác minh xem ai mất tích. Lạy Chúa, tôi đang cố gắng tìm hiểu tình hình, tôi không thể rời đi. Theo Reuters, những người sống sót ở Derna tiếp tục phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan vào cuối tuần qua về việc nên ở lại và chịu nguy cơ dịch bệnh hay đi sơ tán qua các khu vực đầy rẫy bom mìn được đặt trong chiến tranh.
Hơn 1.000 người đã được chôn cất trong các ngôi mộ tập thể và các nhóm viện trợ đã thúc giục các nhóm cứu hộ ngừng việc này lại do sợ xác chết phân hủy sẽ thấm vào mạch nước ngầm. Chính quyền Libya xác nhận 150 người đã bị nhiễm độc do nước bị ô nhiễm tại các khu vực bị lũ lụt. Chúng tôi vẫn chưa biết phải làm gì, chúng tôi chỉ nghe thấy tin đồn mà thôi. Một số người thì cố gắng trấn an chúng tôi, trong khi người khác thì bảo rằng phải rời khỏi thành phố. Ở đây, chúng tôi không có nước và thiếu thốn mọi thứ. Trong khi đó, còn một mối nguy hiểm khác, nước lũ đã cuốn trôi mìn và các loại vũ khí khác còn sót lại sau nhiều năm xung đột, gây thêm rủi ro cho hàng nghìn người phải di rời khi di cư. Theo dữ liệu mới nhất của Tổ chức Di cư Quốc tế, hơn 40.000 người đã phải di rời khắp vùng Đông Bắc Libya, nhưng cảnh báo con số đó có thể còn cao hơn. Derna, với dân số ước tính 120.000 người, đã bị nhấn chìm trong bùn. Gần 900 tòa nhà của thành phố bị phá hủy. Thống kê của Liên Hợp Quốc cho biết gần 4.000 người thiệt mạng và 9.000 người mất tích, trong khi truyền thông địa phương cho hay khoảng 20.000 người có thể đã thiệt mạng. Các đội cứu hộ kêu gọi quốc tế hỗ trợ thiết bị đặc dụng để thu hồi thi thể nạn nhân, phần lớn vẫn ở dưới nước. Các tổ chức viện trợ đã tới Libya để hỗ trợ khẩn cấp và một số quốc gia đã gửi đồ tiếp tế. Tuy nhiên, sự trợ giúp này vẫn chưa đủ để khắc phục thảm họa.